Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh, và hôm nay lại tiếp tục là một mảnh đất vàng trên làng đầu tư. Và hiện tại thì hai lúa đang ở quốc lộ 60, một tuyến đường huyết mạch của trung tâm thành phố Trà Vinh để nối liền thành phố Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một mảnh đất được gọi là mảnh đất hai mặt tiền, vì nó chia ra làm hai cho nên nó trở thành hai mảnh đất mặt tiền và nó có hình dạng là một chiếc tam giác vuông. Vậy thì ai đang muốn đầu tư về quốc lộ 60 sẽ sở hữu cho mình hai mảnh đất này rất là ok. Và đây là mảnh đất thứ nhất, bên đây là mảnh đất thứ hai, và cái giá thì cũng còn rất là ok để chúng ta đầu tư. Giá cả như thế nào thì mình sẽ cập nhật trong clip này. Và những ai chưa đăng ký kênh thì xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh bên phía tay phải màn hình nhỏ của tất cả mọi người, có chữ đăng ký màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh cho em nhỏ đó mừng, chỉ kịp nhấn vào đó thôi, còn giá cả là để cho hai lúa lo. Vâng, không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời mọi người tham quan vị trí mảnh đất tại nơi đây. Vâng, và không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người nữa thì hôm nay hai lúa sẽ giới thiệu với tất cả mọi người hai mảnh đất vàng nằm trên làng đầu tư. Và đường hiện tại hai lúa đang đứng đó chính là quốc lộ 60, một trong những quốc lộ vừa mới hình thành của trung tâm thành phố Trà Vinh. Đây được xem như là một tuyến đường huyết mạch của trung tâm thành phố Trà Vinh, tại vì nó sẽ nối liền giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre thông qua cây cầu Cổ Chiên. Và đất của chúng ta sẽ được bán là hai vị trí mảnh đất. Một miếng đất sẽ có giá là 550 triệu. Mọi người không nghe nhầm đâu, đất mặt tiền quốc lộ 60 nhưng nó chỉ có giá là 550 triệu. Và mảnh đất thứ hai sẽ có giá là 2 tỷ 6. Và từ vị trí mảnh đất bao nhiêu tiền hai lúa sẽ nói rõ hơn. Và cho phép lúa xin 15 giây để giới thiệu. Thì những ai chưa đăng ký kênh xin mời mọi người ghé vào nút đăng ký kênh bên góc tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người, có chữ đăng ký màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Chỉ việc nhấn vào đó thôi, công việc còn lại của tất cả mọi người là xem clip, xem thấy giá cả hợp lý ok thì chúng ta có thể gọi ngay số hotline bên góc tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người 0909840707, sẵn sàng phục vụ 17/24 kể cả 11 giờ đêm. Vâng, đất hiện tại đang được bơm bằng phẳng mặt tiền quốc lộ 60, và phía ở bên trong thì nó sẽ rẻ hơn đối với những mảnh đất đang là mặt tiền. Và từ vị trí mảnh đất này chúng ta có thể thông ra nhiều hướng khác nhau và nhiều huyện khác nhau của trung tâm thành phố Trà Vinh. Ví dụ như từ đây chúng ta có thể chạy lên tới phía trên kia một chút xíu nữa sẽ bắt gặp được cái ngã tư. Sẽ rẽ về hướng bên tay trái thì chúng ta sẽ đi được Càng Long Trà Vinh. Chạy thẳng một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ tới được Trà Cú. Còn nếu mà đi thẳng luôn thì sẽ tới được trung tâm thành phố Trà Vinh. Và chạy tới cầu Sóc Thác thì chúng ta sẽ tới được Châu Thành. Và đi về hướng ngược lại thì sẽ bắt gặp được cây cầu Cổ Chiên, nơi giao nhau giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre. Và không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người nữa, hai lúa xin công bố giá của từng vị trí mảnh đất cần bán ngày hôm nay. Và một lần nữa xin nhắc lại, đất của chúng ta đã được bơm bằng phẳng mặt tiền quốc lộ 60. Giá của vị trí mảnh đất thứ nhất nằm bên góc tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người mà mọi người đang theo dõi. Giá của nó sẽ là 2 tỷ 600 triệu cho toàn bộ tổng diện tích là 551 m². Vâng, xin nhắc lại, giá của vị trí mảnh đất thứ nhất nằm bên góc tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người đó chính là 551 m², giá 2 tỷ 600 triệu. Và mảnh đất thứ hai nằm bên góc tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người sẽ có giá là 550 triệu. Ở giai đoạn 2 sẽ là 42 m². Vâng, xin nhắc lại, giá của vị trí mảnh đất thứ hai nằm bên góc tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người có tổng diện tích là 42 m², giá 550 triệu. Và hai vị trí mảnh đất này sẽ có hình tam giác, giống như cái hình tứ giác một chút xíu, và đất ở phía trong vị trí mảnh đất này nó sẽ rẻ hơn, và chúng ta mua xong chúng ta có thể mua thêm những vị trí mảnh đất phía sau để cho đất của chúng ta nó sẽ được dài hơn và nó sẽ được rộng hơn, cũng như là nó sẽ đẹp mảnh đất hơn.
Vâng, và những ai đang muốn sở hữu cho mình hai vị trí mảnh đất này hoặc muốn sở hữu cho mình một vị trí mảnh đất rẻ hơn, đó là 550 triệu, thì hãy gọi ngay số hotline bên góc tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người 0909 840707 sẽ sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo cầm cố ký gửi nhà đất Trà Vinh. Vâng, và xin chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe, công ăn việc làm thật là ổn định để chúng ta cùng nhau vượt qua cơn Covid-19 này. Và đất này hai lúa đã quay cách đây khoảng hơn 2 tháng rồi. Và lúc đó thì đường phố nó còn khá là nhộn nhịp, nhưng hiện tại thì đã áp dụng theo chỉ thị 16, cho nên những ai muốn mua sở hữu cho mình hai vị trí mảnh đất này thì có thể là nếu chúng ta ở gần thì chúng ta có thể mua. Còn chúng ta ở xa thì cho phép hai lúa là xin dời lịch lại, tại vì bây giờ sẽ hạn chế ra đường. Và khi ra đường thì xin mời mọi người hãy đeo cho mình một chiếc khẩu trang và tốt nhất nữa chuẩn bị cho mình một chai xịt khuẩn để bảo vệ sức khỏe của bản thân, là bảo vệ sức khỏe của gia đình và bảo vệ sức khỏe của toàn xã hội. Xin chúc cho mọi người một lần nữa có thật là nhiều sức khỏe. Và nếu ai muốn sở hữu cho mình hai vị trí mảnh đất này thì lúa xin nhắc lại, mảnh đất bên tay trái màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người có tổng diện tích là 42m² ở giai đoạn 2, giá 550 triệu. Mảnh đất thứ hai nằm bên góc tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người, tổng diện tích là 551m², giá 2 tỷ 600 triệu. Và số hotline luôn luôn sẵn sàng phục vụ 17/24, 0909 840707. Xin cái kính chào và hẹn gặp lại. Chúc cho mọi người có thật là sức khỏe, công ăn việc làm thật là ổn định. Vâng, xin mời mọi người nghe một nhẹ nhẹ để chúng ta cùng nhau thoải mái tinh thần và xem hai mảnh đất này có đáng để đầu tư hay không, và cái giá tiền có hợp lý hay chưa.